Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe và chia sẻ tin mừng ngày thứ ba mùng 5 tháng 3 năm 2024 sau Chúa Nhật thứ ba mùa chay. Xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần xuống trên mỗi người chúng ta để chúng ta hiểu được lời Chúa dạy. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y túm lấy bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lý hình hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày thứ hai mùng 4 tháng 3 với câu Kinh Thánh Đức Giêsu nói: Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương của mình. Điều này trước tiên là đúng với Đức Giêsu. Đức Giêsu trở về quê Nazareth và người ta nhìn vào cái hình dáng con ông Giuse, con bà Maria, người ta quen quá rồi, nên là người ta cũng không thấy cái gì cả. Thế thì xin cho tất cả chúng ta cũng biết tôn trọng những người sống bên cạnh mình và cũng nhận ra Chúa nơi những người sống bên cạnh mình. Chúng ta nhận nơi Chúa nơi vợ chúng ta nhận nơi Chúa nơi chồng chúng ta, nơi con cái, nơi hàng xóm láng giềng. Cái điều này quan trọng lắm. Nếu chúng ta nhận ra Chúa nơi những người sống bên cạnh chúng ta thì chúng ta sẽ rất là vui, rất là hạnh phúc. Còn nếu không nhận ra Chúa nơi những người xung quanh chúng ta, mà thậm chí là ma là quỷ gì đó, thì chúng ta sẽ rất là bất hạnh ha. Xin cho chúng ta nhận ra Chúa nơi những người thân cận sống bên cạnh chúng ta. Rồi chúng ta đi vào tin mừng ngày thứ ba. Chủ đề lời Chúa của ngày thứ ba đó là tha thứ. Khi ấy ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Xúc phạm thì con phải tha đến mấy lần? Thường thì con cũng hay nói vui với anh em trong nhà đó, muốn tha thứ cho người ta thì trước tiên mình phải là cái người mà dễ bị người ta xúc phạm. Chúng ta cũng hiền lành để rồi chúng ta bị xúc phạm, có bị người ta xúc phạm thì chúng ta mới có cơ hội tha thứ. Trong cộng đoàn hay là trong xã hội thì chúng ta cũng thấy là có những người là không ai dám đụng vào, không ai dám đụng vào, nên là cũng chẳng có bị tổn thương cái gì cả. Và không có bị tổn thương thì có cái gì đâu để mà tha thứ. Chúa Giêsu của chúng ta là đấng sẵn sàng chịu tổn thương. Đức Giêsu sẵn sàng chịu tổn thương để ngài là đấng tha thứ. Thế thì ông Phêrô hỏi Đức Giêsu là: Nếu người anh em con cứ xúc phạm đến con, có lẽ cái điều này cũng cho chúng ta thấy là người môn đệ của Đức Kitô thì các ông ấy bên cạnh những cái lời khen, những cái sự ủng hộ thì các ông cũng gặp những cái điều làm cho tổn thương, bởi vì Chúa Giêsu người ta ghét thì đương nhiên là người ta cũng sẽ ghét những người môn đệ của Đức Giêsu. Vì thế hôm nay ông Phêrô hỏi Đức Giêsu rằng: Nếu người anh em con xúc phạm thì chắc là cũng có. Đấy. Chắc là cũng đã có những người nói những cái này cái kia, làm cái này cái kia, làm tổn thương đến Đức Giêsu hay là các môn đệ của Đức Giêsu. Nên là ông Phêrô mới hỏi là: Bây giờ người ta cứ làm tổn thương mình vậy đấy, thì mình phải tha thứ đến mấy lần?
Khi ông ta hỏi như thế này thì chắc chắn là ông ta cũng đã từng bị tổn thương, hay là anh em các tông đồ, hay là thầy Giêsu. Bây giờ muốn hỏi Đức Giêsu, bây giờ người ta ví dụ như cụ thể là trên đường lên Jerusalem đi ngang qua Samari thì những người đã từng được Đức Giêsu làm nhiều dấu lạ, thế mà thấy Đức Giêsu và các môn đệ đi ngang qua cái không cho đi. Thì ông Giacôbê và ông Gioan mới nói: thầy có muốn chúng con xin lửa từ trời xuống mà thiêu hủy cái đám mà vô ơn bạc nghĩa này không? Đấy. Thế nhưng mà Chúa nói là anh em sao lại xử sự như vậy? Thôi thì người ta không cho mình đi lối này thì mình đi lối khác. Đấy. Thế thì ông Phêrô ông hỏi Đức Giêsu rằng nếu người anh em con cứ xúc phạm, tức là có lẽ ông Phêrô cũng đã từng bị xúc phạm. Đối với tất cả chúng ta cũng vậy nữa. Để tha thứ cho người khác thì chúng ta là những người mà đã bị người khác làm cho tổn thương. Vậy thì phải tha đến mấy lần? Đức Giêsu đáp: thầy không bảo là đến 7 lần. Ông ta hỏi là có phải đến 7 lần không? Thì Chúa Giêsu nói: thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là 70 lần 7. Tức là Đức Giêsu muốn nói đến cái việc là lúc nào cũng phải tha thứ. Thế thì chúng ta nhìn vào thực tế, tha thứ có dễ không? Câu trả lời: không dễ chút nào. Chiều hôm qua thì có một chị nhắn tin cho con. Chị nói là: cha, con lập gia đình đã 20 năm rồi. Chúng con đã có với nhau 3 người con rồi. Thế nhưng mà cũng chỉ vì cái mảnh đất mà bố mẹ chồng con nói với chồng con là ly dị với con, vì không muốn cho con được thừa hưởng cái miếng đất mà gia đình của chúng con ở này. Chắc là có lẽ là đất tổ đất tiên gì đó. Rồi bây giờ thì người ta hay là hiểu lầm thế nào đó. Mà thôi thì mình nghe thì chỉ nói như vậy, nhưng mà thực tế thì con thấy là cũng nhiều trường hợp như thế. Tức là đuổi, tức là yêu cầu cái người con trai mình ly dị vợ và đuổi cô ấy ra khỏi gia đình để không có được thừa kế thừa hưởng gì cái tài sản của ông bà để lại. Thế thì kính thưa cộng đoàn, nếu như người vợ mà bị người chồng nhẫn tâm như thế, chúng ta có dễ tha thứ không? Câu trả lời: không dễ đâu. Ngay cả cá nhân con, nói thật sự trong giáo xứ đi chẳng hạn, có những người mà người ta quý mến mình thì không nói rồi, nhưng mà có những cái người nữa, người ta cứ tìm, gọi là bới lá tìm sâu, người ta cứ tìm những cái kẽ hở mình, thì cũng sẽ có những cái lúc mình sơ hở thế này thế khác, rồi lại cứ rêu ra thế này thế khác. Thật sự thì có thể tha một lần hai lần, mà cứ tha mãi mãi thì xem ra là khó. Thế nhưng dù sao đi chăng nữa thì đường lối của Thiên Chúa là tha thứ. Đường lối của Thiên Chúa là tha thứ. Đức Giêsu cũng không thể nào nói khác đi được, bởi vì Chúa là đấng tha thứ. Và chúng ta bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy là Chúa nói cũng có cái lý do. Chúa muốn chúng ta lúc nào cũng tha thứ, để lúc nào chúng ta cũng được tha thứ. Tức là Chúa muốn chúng ta lúc nào cũng tha thứ cho người khác, để chúng ta luôn luôn đón nhận được ơn tha thứ từ Chúa. Đấy, Chúa muốn như vậy. Đấy là đường lối của Chúa. Giống như là cha mẹ này, dù con cái có bất hòa, có thế này thế khác, thì bố mẹ cũng chỉ nói được một lời là chúng con tha thứ và yêu thương nhau thôi, chứ làm sao bố mẹ có thể nói khác đi được. Bởi vì đường lối của cha mẹ là yêu thương, mà đã là yêu thương thì là tha thứ. Thì đường lối của Thiên Chúa là yêu thương. Chúa lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Vì thế để đón nhận được ơn tha thứ thì chúng ta phải biết tha thứ. Để đón nhận được ơn tha thứ, giống như là để đón nhận được tình yêu thì chúng ta phải biết yêu chứ. Chúng ta phải biết yêu thì chúng ta mới đón nhận được tình yêu, chứ chúng ta không biết yêu làm sao mà chúng ta đón nhận được tình yêu. Bởi khi chúng ta đón nhận tình yêu là chúng ta biết yêu. Hay là khi chúng ta biết yêu thương người anh em mình thì đó là chúng ta đã đón nhận được tình yêu của Chúa. Thế thì để cho chúng ta có thể đón nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa thì chúng ta phải biết thứ ta. Hay là khi chúng ta sẵn sàng, khi chúng ta đón nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa thì cũng là lúc chúng ta luôn luôn biết thứ tha. Thế thì Chúa Giêsu kể cái câu chuyện này cũng rất là dễ hiểu. Ông Phêrô hỏi Đức Giêsu là phải tha thứ đến mấy lần, có phải 7 lần không? Thì Chúa nói là 70 lần 7, tức là Chúa lúc nào cũng muốn chúng ta tha thứ. Chúa muốn chúng ta tha thứ cho người khác để chúng ta luôn luôn đón nhận được sự tha thứ của Chúa. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Tức là Thiên Chúa có quyền đòi chúng ta thanh toán sổ sách. Chúa ban cho chúng ta 10 ơn thì Chúa cũng có quyền đòi chúng ta phải trả lại 10 ơn chứ không phải không. Chúa như là một cái ông vua,
đòi hỏi chúng ta là những người đầy tớ phải thanh toán sổ sách. Chúng ta cũng đừng quên nhé, đến giờ phán xét là cái lúc mà Chúa cũng tính sổ với tất cả chúng ta đó. Chúng ta đón nhận của Chúa 100 cây vàng này, chúng ta sinh lãi được bao nhiêu? Hay là chúng ta phung phá hết? Đòi các đầy tớ thanh toán sổ sách. Khi nhà vua bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Tức là vua như là, Chúa như là một ông vua đã trao ban cho cái người này 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Tức là Chúa ban cho anh ta tới 10.000 yến vàng mà cuối cùng ăn chơi phung phá hết. Chẳng có sinh lợi được cái gì cả, đến lúc mà Chúa hỏi lại thì không còn. Y không có gì để trả nên là tôn chủ ra lệnh bán y cùng vợ con y tài sản để mà trả nợ. Bây giờ tên đệ tớ sấp mình xuống bái lạy: thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đệ tớ ấy liền chạy lòng thương cho y về và tha luôn món nợ. Kính thưa cộng đoàn, nếu bây giờ ví dụ như con là năm nay là 52 tuổi, với 52 tuổi biết bao nhiêu ân huệ Chúa thương ban cho mình, ban trực tiếp hay là ban qua cha, qua mẹ, qua thầy, cô, qua những người thân. Bây giờ mà Chúa đòi tính sổ thì làm sao con trả hết được đây? Tất cả chúng ta cũng đều như thế. Công ơn cha mẹ mà mình đã là không trả hết được rồi, thì bây giờ là ơn huệ của Chúa làm sao chúng ta trả nổi? Nên là cái người đầy tớ này với sấp mình nói với ông chủ: xin cho tôi, xin chạy lòng thương, thưa ngài. Bây giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống quay lại: thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Anh ta cũng nói là xin hoãn lại. Thật sự thì anh ta chắc chắn là cũng chẳng có sức để mà trả đâu. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy chạy lòng thương cho y về và tha luôn món nợ. Đấy. Tức là Chúa là như thế. Chúa là như thế. Chúng ta mắc nợ Chúa nhiều lắm, nhưng Chúa cũng sẵn sàng tha thứ. Sẵn Chúa ban cho chúng ta 100 triệu ơn lành. Chúng ta phung phá hết, nhưng mà rồi đến trước tòa Chúa, chúng ta xin Chúa tha thứ, rồi Chúa cũng tha thứ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y có 100 quan tiền thôi. Y túm lấy bóp cổ mà bảo: trả nợ cho tao. Bây giờ người đồng bạn sấp mình xuống cũng y như vậy: thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ tôn chủ cho đòi y đến mà bảo: tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ y cho người, vì người đã van xin ta, thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Chúng ta thấy là Chúa Giêsu kể câu chuyện cũng rất là dễ hiểu. Chúa như là một ông chủ đòi các đầy tớ tính sổ sách. Chúng ta cũng phải nhớ cái ý này nha. Sẽ đến lúc Chúa cũng đòi chúng ta phải thanh toán sổ sách, và chắc chắn Chúa ban cho chúng ta rất nhiều, nhưng mà chúng ta sinh lợi chẳng bao nhiêu. 1.000 yến vàng, nhưng mà cuối cùng chúng ta không sinh lợi đủ 1.000 yến vàng, chúng ta phung phá hết. Nên là cái người đầy tớ ấy sấp mình xuống nói là: thưa ông chủ, xin khất lại cho tôi để tôi sẽ lo trả hết. Vậy là xin như vậy thôi, chứ còn chắc chắn là anh ta không thể làm nổi. Và Chúa đã tha thứ cho anh ấy. Đấy. Thế nhưng mà khi ra khỏi tòa, thấy người ta nợ con 100 quan tiền, bóp cổ đòi cho bằng được: mà không có tiền thì tao tống mày vào trong ngục. Thế thì ông chủ mới nói: đấy, ta tha cho ngươi mà ngươi không lãnh nhận cái ơn tha thứ sao? Nếu ngươi lãnh nhận cái ơn tha thứ của ta thì ngươi phải biết tha thứ cho người khác chứ. Chính khi ngươi không biết tha thứ cho người khác, tức là ngươi đã từ chối ơn tha thứ của ta. Chúng ta cũng ghi nhớ cái điều đó. Khi chúng ta không tha thứ cho người anh em chúng ta, tức là chúng ta đã từ chối ơn tha thứ của Chúa. Bởi vì nếu chúng ta đón nhận ơn tha thứ của Chúa, nếu như người chồng xúc phạm đến chúng ta đau lắm chứ. Nhưng mà nếu chúng ta đón nhận ơn tha thứ từ Chúa, thì chúng ta cũng có sức để tha thứ cho người chồng của mình. Cụ thể bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói rất là rõ: chúng ta đón nhận từ Chúa tới 10.000 yến vàng cơ. Mà người anh em chúng ta có xúc phạm chúng ta, vợ chồng có xúc phạm nhau, thì cùng lắm là cỡ 100 quan tiền thôi. Thế thì vấn đề ở đây là xin cho chúng ta luôn biết nhận ra những thiếu sót của mình.
và luôn nhận ra rằng mình hằng ngày mình đều đón nhận được ơn tha thứ của Chúa. Hằng ngày mình luôn luôn đón nhận được ơn tha thứ của Chúa. Mùa chay này thì càng rõ hơn. Hằng ngày, hằng mùa chúng ta luôn luôn đón nhận được ơn tha thứ của Chúa. Nếu chúng ta thật sự đón nhận ơn tha thứ của Chúa, ơn tha thứ của Chúa đang ở trong lòng của chúng ta, thì dĩ nhiên chúng ta có thể tha thứ được anh em mình. Thế thì cái người đầy tớ này, ông chủ tha, nhưng mà anh ta lại không nhận. Bằng chứng là anh ta không tha cho người khác. Khi anh ta không tha cho người bạn nợ anh 100 con tiền, tức là cái lòng của anh này không có ơn tha thứ. Cái lòng của anh này không có ơn tha thứ. Thế thì là anh ta không có biết tha cho cái người bạn mình chỉ có 100 con tiền, tức là anh không có cái ơn tha thứ trong lòng mình. Thì dĩ nhiên là anh ta vẫn còn đang nợ Chúa tới 10.000 yến bạc. Thế thì cái điều này rất là kinh khủng ha. Bây giờ tôn chủ đòi ý đến mà bảo tên đầy tớ độc ác kia, ta tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như ta đã tha thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Đến bao giờ? Chắc là đời đời kiếp kiếp không bao giờ trả nổi. Ấy vậy cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Thế thì Chúa muốn chúng ta lúc nào cũng tha thứ, nó có cái lý do nhé. Nếu chúng ta đón nhận được ơn tha thứ của Chúa, nếu ơn tha thứ của Chúa đang ở trong lòng chúng ta, thì chúng ta cũng có sức tha thứ cho anh chị em mình. Thế nhưng mà nếu chúng ta không biết tha thứ cho người anh em chúng ta, cho chồng, cho vợ, cho con, cho hàng xóm, cho láng giềng, thì tức là lòng của chúng ta không có cái ơn tha thứ. Lòng của chúng ta không có ơn tha thứ thì tức là chúng ta còn đang nợ Chúa rất nhiều. Đang nợ Chúa rất nhiều. Mà khi mà chúng ta đang nợ Chúa rất nhiều thì chúng ta giống như là người đầy tớ này này, sẽ phải trả. Nợ mà không được ơn tha thứ thì sẽ phải trả. Thì chắc là hỏa ngục đời đời. Không có cách nào. Thế thì để cho chúng ta có thể tha thứ được cho người anh chị em, cho những người xúc phạm đến chúng ta có thể là 70 lần 7, thì chúng ta thứ nhất là luôn luôn xét mình để nhận ra mình có nhiều thiếu sót trước mặt Chúa với anh chị em. Và bao nhiêu năm qua, hàng ngày Chúa vẫn luôn tha thứ cho mình. Lạy Chúa, Chúa luôn tha thứ cho con. Xin cho con luôn giữ được cái ơn tha thứ ấy ở trong lòng con. Xin cho con luôn giữ được cái ơn tha thứ. Xin cho con biết đón nhận ơn tha thứ của Chúa ở trong lòng con. Để lòng con lúc nào cũng có ơn tha thứ. Nếu như lòng con có cái ơn tha thứ của Chúa thì con cũng có sức để tha thứ cho anh em mình. Thế thì kính thưa cộng đoàn mùa chay, trước tiên cũng vẫn là hướng về chính bản thân mình. Xin cho chúng ta luôn luôn biết xét mình để thấy là mình có những cái thiếu sót, có những cái tội lỗi, và Chúa vẫn hằng tha thứ cho chúng ta. Xin cho chúng ta biết đón nhận được cái ơn tha thứ của Chúa trong mùa chay thánh này. Xin cho chúng ta biết đón nhận được ơn tha thứ của Chúa ở trong lòng mình. Để với ơn tha thứ của Chúa ở trong lòng mình, chúng ta cũng sẽ nhẹ nhàng trước những xúc phạm của anh chị em. Còn xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.